Ngày 9 tháng 9, Đại tá Phan Trường Sơn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết đơn vị vừa phối hợp Bộ đội Biên phòng các tỉnh Kon Tum, Phú Yên triệt phá đường dây mua bán người, bắt giữ 6 người và giải cứu 35 cô gái trẻ. Nạn nhân của đường dây mua bán người này đều là các bé gái dưới 16 tuổi. Các em bị dụ dỗ, hứa hẹn việc nhẹ, lương cao. Cuối tháng 8 năm 2024, đoàn 2 thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng nhận được đơn kêu cứu của bà IP về việc con gái bị IT, người cùng địa phương, lừa đưa đi phục vụ cho các quán karaoke tại hai tỉnh Bình Định và Phú Yên. Cùng ngày, Bộ đội Biên phòng Bình Định cũng nhận đơn trình báo của IP bị IT kết hợp với 3 người là nam giới lừa gạt, ép buộc đi từ Kon Tum đến Bình Định để phục vụ quán karaoke và ép buộc quan hệ tình dục nhiều lần với những người đàn ông không quen biết. Đại tá Sơn cho hay ngay sau khi nhận được đơn trình báo của người dân, chúng tôi xác định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng. Đoàn 2 Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã lập chuyên án. Bộ đội Biên phòng Bình Định phối hợp với Bộ đội Biên phòng Kon Tum, Phú Yên khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra. Lực lượng của ban chuyên án đã xác định được những kẻ buôn người thuê một căn nhà ở huyện An Lão, tỉnh Bình Định làm nơi trú ngụ cho các cô gái trẻ. Sau 7 ngày xác minh, điều tra, lực lượng chức năng đã vào ngôi nhà này. Không chỉ vậy, chúng đưa các cô gái tới quầy quần áo, giày dép để mua đồ cho họ với giá rất cao rồi trả tiền. Nhưng sau tính thành khoản vay với lãi suất cao, để biến các cô thành con nợ khó có khả năng trả hết nợ vay lẫn lãi. Chúng lập nhóm chat với các cô gái và đưa ra quy định, nói to phạt 200.000 đồng, dậy muộn quá 11 giờ thì phạt 200.000 đồng, nhắn tin trên nhóm mà sau 5 phút không trả lời lại thì phạt 200.000 đồng.